học hiểu giáo lý đúng đắn và ứng dụng có hiệu quả vào cuộc sống tu hành. Phật giáo có mặt tại Việt Nam trên 2.000 năm, trước tiên được truyền vào phía Bắc, dần dần phát triển vào miền Trung và Nam nước ta. Nhưng vì trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ, đất nước chúng ta bị phân chia thành hai phần. Bây giờ, Phật giáo phía Bắc được thống nhất thành Hội Phật giáo Thống nhất Việt Nam. Phía Nam có Tổng hội Phật giáo Việt Nam. Đến năm 1964 thì có sự thay đổi. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được thành lập, nhưng cũng chỉ có một số hệ phái cùng chung sinh hoạt. Vì ngoài ra còn có 9 tập đoàn khác của Phật giáo do chính phủ cho thành lập cùng hoạt động song song. Vì thế vào thời điểm ấy, sinh hoạt Phật giáo ở phía Nam không được đoàn kết, gắn bó vì sự phân chia như vậy. May mắn, đến năm 1975, đất nước chúng ta được thống nhất, độc lập. Nhờ đó, năm 1981, chính phủ cho phép Phật giáo tổ chức đại hội, thành lập một tổ chức Phật giáo chung cho cả nước là Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tuy nhiên, sinh hoạt của chúng ta vẫn chia thành hai khu vực riêng là khu vực phía Bắc và khu vực phía Nam, với hai văn phòng làm việc riêng rẽ là văn phòng 1 tại Chùa Quán Sứ và văn phòng 2 tại Thiền viện Quảng Đức. Đây là lần đầu tiên Văn phòng Trung ương Giáo hội tổ chức đoàn đại diện giáo hội kết hợp với Ban Hoằng Pháp đi thăm các tỉnh thành cả nước. Tôi nghĩ rằng sau này, giáo hội cũng nên lần lượt phân công hàng giáo phẩm thăm viếng tất cả các tỉnh thành để tăng ni ở khắp mọi miền đất nước có điều kiện hiểu nhau, cảm thông với nhau hơn và giúp đỡ nhau cùng phát triển việc tu học. Thiết nghĩ, mỗi nơi có sinh hoạt khác nhau, nhưng chúng ta đều cùng một mục tiêu vì đất nước và dân tộc, cũng như vì đạo Pháp hưng thạnh, để tạo thành sức mạnh thực sự đoàn kết Phật giáo. Đó chính là hướng đi đúng đắn của giáo hội chúng ta. Có thể nói, kể từ khi sinh hoạt của Phật giáo được thống nhất đến nay, các tỉnh thành có nhiều điều kiện thuận lợi cho tăng ni xuất gia, thọ giới, tu học đúng chánh Pháp. Thật vậy, những nơi có điều kiện tốt đẹp đều tổ chức an cư kiết hạ hàng năm đúng theo luật định. Từ đó đến nay, mọi sinh hoạt của chúng ta đã từng bước đi vào nề nếp. Nhờ đó, uy tín Phật giáo được tăng lên ở nhiều lĩnh vực, kể cả về mặt đối ngoại. Trong năm nay, tôi được giáo hội đề cử tham dự các hội nghị lớn của các tổ chức tôn giáo thế giới. Tôi nhận thấy họ đã đánh giá cao vai trò của Phật giáo Việt Nam. Khi được nhiều người đề cao, chúng ta cần phát huy đạo lực của mình, làm tốt hơn nữa để hoàn thành trách nhiệm của sứ giả Như Lai. Chúng ta phải làm tốt hơn những việc gì? Hòa thượng Chủ tịch nhắc nhở rằng chúng ta nên tăng cường đạo lực. Phật giáo cần sử dụng đạo đức, đạo lực, đạo tâm mà đến với quần chúng. Có đạo tâm là thương yêu, quý mến, bảo vệ tất cả hữu tình chúng sanh. Những người đến với chúng ta, nương tựa chúng ta, để họ giải trừ được tội chướng, tội căn, để chúng ta và họ cùng tiến bước trên con đường giải thoát. Nếu không có đạo tâm, không có lòng thương tưởng cho đời, chắc chắn người ta không thể đến với Phật giáo. Là tu sĩ bước theo dấu chân Phật, chúng ta không thể sử dụng gì khác ngoài tâm từ bi để đến với đời. Làm được như vậy là tăng trưởng đạo lực của hàng đệ tử Phật. Và lòng từ bi được thể hiện bằng những hành động cụ thể, qua các việc làm từ thiện xã hội. Những việc làm từ thiện của người con Phật phát xuất từ tấm lòng thương yêu, chăm sóc mọi người. Chúng ta chia sẻ những gì chúng ta có cho người thiếu kém hơn chúng ta. Đặc biệt, Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh được nhân dân và chính quyền trân trọng vì đã phát huy tích cực nhiều hoạt động từ thiện xã hội trong cả nước. Với thành quả rất tốt đẹp như vậy, Phật giáo mới phát triển được. Đó chính là đạo lực của chúng ta. Ngoài ra, Phật cũng dạy phải phát huy trí tuệ, vì đạo Phật là đạo của trí tuệ. Trí tuệ là sự nghiệp của tăng già. Với nền tảng quý báu này, việc an cư của chúng ta phải phát triển được tuệ học bằng con đường văn, tư, tu, thâm nhập trí tuệ vô lậu. Tăng ni cần siêng năng đọc tụng, suy nghĩ kinh điển. Vì có thực hành lời Phật dạy, tinh ba Phật Pháp mới thấm vào tiềm óc của chúng ta và thể hiện thành lời nói
việc làm của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nói cách khác, có được trí tuệ Phật đối chiếu vào thực tế cuộc sống, thì chúng ta sẽ hiểu được mọi việc chính xác. Sự Phật, hoàn cảnh sẽ đến như thế nào, chúng ta đều nhận biết đúng đắn và giải quyết tốt đẹp. Hiểu rõ quốc độ, phong tục, tập quán thời đại, thì áp dụng giáo lý phù hợp với thời đại, đất nước, giúp dân tộc chúng ta thăng hoa cuộc sống. Xưa kia, Đạo Phật hiện hữu trên thế gian, cũng nhờ Đức Phật ứng hiện trên đất Ấn Độ. Ngài đã đi khắp miền Ngũ Hà nước Ấn để truyền bá giáo pháp thích hợp với từng nơi, từng thành phần xã hội khác nhau, giúp cho mọi người thời đó phát triển tri thức, đạo đức. Và từ đó, bánh xe pháp được chuyển vận qua các nước trên thế giới. Nhưng các nước tiếp thu Đạo Phật cũng đều tùy theo hoàn cảnh, phong tục, tập quán của họ mà linh động tiếp nhận giáo lý thích nghi một cách khác nhau. Nơi nào biết chọn lọc giáo lý thích hợp với dân tộc, thì nơi đó Phật giáo phát triển. Điển hình là dân tộc Việt Nam cũng đã tiếp nhận giáo lý từ nước Ấn Độ truyền sang. Tổ tiên chúng ta đã biết sử dụng Phật Pháp thích hợp cho từng giai đoạn khác nhau, làm cho Phật giáo hưng thạnh. Nhưng cũng có lúc vắng bóng thiền sư đắc đạo, người tu không nhìn đúng sự thật, chỉ áp dụng lý thuyết, theo hình thức nặng về từ chương, khiến cho Phật giáo bị suy yếu, thì lại càng bị tư tưởng ngoại bang và các thế lực của tôn giáo khác tác hại, làm cho suy yếu thêm nữa. Thí dụ, các vị tổ sư thường dạy rằng Phật trong nhà không thờ, nhưng thờ Phật Thích Ca ngoài đồng. Câu này của thiền sư đắc đạo dạy chúng ta, việc quan trọng là Phật ở tâm chúng ta. Nếu tâm chúng ta trong sáng sẽ làm cho phiền não trần lao bị xóa mờ, thì thân chúng ta sẽ được khỏe mạnh. Chúng ta sẽ đóng góp được cho xã hội, cho đất nước này nhiều điều tốt đẹp. Nhưng kẻ xấu đã lợi dụng câu nói này để diễn dịch ý nghĩa một cách sai lệch, trở thành tiêu cực. Họ thường giải thích tổ tiên ông bà chúng ta là Phật trong nhà, còn Phật Thích Ca ngoài đồng là Phật của Ấn Độ, không dính líu gì đến cuộc sống của chúng ta. Nếu hiểu như vậy, chúng ta vô tình bài xích Phật đạo theo kẻ xấu, làm cho Phật giáo suy yếu. Khởi đầu, tổ tiên chúng ta tiếp thu tư tưởng thiền học và gắn liền cuộc sống tu hành với tinh ba thiền học. Thiền dạy chúng ta tâm trong sáng, thanh tịnh, ý chí dũng mãnh, thân khỏe mạnh. Nhưng khi thiền phái suy yếu, đa số người tu lại đưa thiền học về thâm sơn cùng cốc, cách ly với sinh hoạt của mọi người, làm cho Phật giáo bị lu mờ. Đến đời Trần, một lời dạy của Phù Vân Quốc Sư đã giúp cho vua Trần Thái Tông thức tỉnh. Ngài dạy rằng Phật không có trong núi, nhưng ở trong lòng người. Nếu bệ hạ biết sống vì dân, vì nước là đã theo Phật. Nhà vua tỉnh ngộ mới chịu từ giả yên tử lên ngôi lãnh đạo, đánh đuổi được đạo quân xâm lược hùng mạnh nhất thời ấy là quân Mông Nguyên. Điều này cho thấy rõ tinh thần thiền học Việt Nam mang tính nhập thế tích cực, vì nước, vì dân. Tu học để phục vụ nhân dân. Tổ tiên chúng ta đã chọn hướng đi này và ứng dụng hoàn toàn tốt đẹp, viết nên trang sử vàng cho Phật giáo Việt Nam. Nhưng có lúc Phật giáo suy đồi, Trung Hoa muốn xâm lược đất nước chúng ta, truyền sang tư tưởng tịnh độ, để chúng ta chỉ nghĩ đến thế giới xa xăm khác. Họ làm cho người tu lệch hướng đi, không nghĩ đến nước, đến dân nữa. Theo hướng đi này thì giặc đến làm sao giữ nước giúp dân. Đó chính là tư tưởng tịnh độ yếm thế. May mắn thay, tinh thần tịnh độ của ông cha chúng ta không đi theo con đường tiêu cực này. Thật vậy, tổ tiên chúng ta đã vận dụng trí tuệ, tiếp thu giáo lý có chuyển đổi cho thích hợp với hoàn cảnh đất nước chúng ta. Tinh thần tịnh độ của Phật giáo Việt Nam là cầu vãng sanh tịnh độ, để học hạnh của Phật Di Đà là vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Đó là ba việc quan trọng mà Phật Di Đà đã tu chứng, thực hiện được để xây dựng thế giới cực lạc. Vì vậy, người Việt Nam học tịnh độ là học tinh thần của Phật Di Đà tu Bồ Tát Đạo. Vì Ngài cũng từng là người đau khổ, nhưng biết phát huy trí tuệ ở tầng cao, nên vận dụng được sự hiểu biết siêu tuyệt và năng lực vô cùng để chuyển đổi hoàn cảnh khổ đau thành an lành và sung sướng cùng cực là Tây Phương Tịnh Độ hay Thế Giới Cực Lạc. Ngày nay, thâm nhập tinh thần này, chúng ta tu hành để xây dựng tịnh độ ở ta bà, hay còn được diễn tả là vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ,
rồi hội nhập Ta Bà, mang tịnh độ về Ta Bà, làm cho nhân dân chúng ta cũng được sung sướng như ở tịnh độ. Đó là nét đặc thù của tư tưởng tịnh độ Việt Nam. Có thể khẳng định rằng, ông cha chúng ta đã học hỏi tinh thần văn minh của thế giới để trau dồi khả năng hành Bồ Tát Đạo, phục vụ cho số đông nhân dân Việt Nam. Đó chính là hai tư tưởng đại thừa đã được ông cha chúng ta biết kế thừa có chọn lọc, đóng góp cho đất nước đi lên. Chúng tôi mong tăng ni trong trụ xứ này là nơi có nhiều danh tăng xuất hiện. Gần đây nhất là Đức Đệ Nhất Pháp Chủ của giáo hội chúng ta. Ngài cũng xuất thân từ Tổ đình Kim Liên thuộc tỉnh Ninh Bình. Tôi còn nhớ rõ khi Ngài được suy tôn làm Pháp Chủ, Ngài đã cương quyết xin chính phủ cho thành lập 3 trường đại học Phật giáo cho cả 3 miền Bắc, Trung, Nam. Vì Ngài ý thức sâu sắc rằng, tăng ni dù có nhiều bao nhiêu, nhưng không được học hiểu giáo lý cũng không ích lợi gì. Tôi cảm động nhất là lúc Ngài nói lời yêu cầu này nếu không được đáp ứng thì Ngài không ngồi xuống. Ngài đã đứng cho đến lúc vị đại diện nhà nước đồng ý cho mở 3 trường đại học. Và đến nhiệm kỳ thứ 2, tăng ni lại tiếp tục suy tôn Ngài làm Pháp Chủ. Lần này, Ngài lại yêu cầu cho tăng ni được xuất gia hợp pháp và xin được mở trường cơ bản Phật học trong cả nước để đào tạo người sơ tâm học đạo. Lời yêu cầu này cũng đã được chính phủ chấp nhận. Chúng ta rất may mắn có được một bậc cao đức khai sanh giáo hội. Vị lãnh đạo đầu tiên rất sáng suốt đã phát khởi hướng đi hoàn toàn đúng đắn khi đặt vấn đề tu học của tăng ni lên hàng đầu. Nhờ nương theo công đức của Hòa Thượng Đệ Nhất Pháp Chủ mà ngày nay tăng ni được phát triển học vấn. Lúc mới thành lập giáo hội, chỉ có vài vị pháp sư có học vị, nhưng nay đã có đến hàng trăm tăng ni đang theo học hoặc đã tốt nghiệp học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Tôi mong rằng tăng ni tỉnh nhà nỗ lực tinh tấn phát huy đạo lực, thấu hiểu giáo lý một cách sâu sắc, thấy mọi diễn tiến trong xã hội đúng như thật để giúp cho đạo pháp phát triển và xây dựng xã hội tốt đẹp. Thành tựu được như vậy mới xứng đáng kế thừa sự nghiệp của tiền nhân để lại và xứng đáng mặc áo xuất gia, làm lợi ích cho số đông. Cầu nguyện chư Phật gia hộ quý vị luôn an lành trong chánh pháp. Bài giảng tại các trường hạ tỉnh Ninh Bình, khu vực phía Bắc, ngày 10 tháng 8 năm 2004. Phát huy đạo đức và trí tuệ, làm đẹp cho đạo, tốt cho đời. Tôi xin vấn an Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự và Chư Tôn Đức Tăng Ni đang an cư tại hai tỉnh Phú Yên và Quảng Nam. Tôi thật xúc động khi nghe Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Phú Yên phát biểu rằng tỉnh nhà chúng ta luôn sinh hoạt và theo dõi ngành Hoằng Pháp, cùng đồng cảm với chúng tôi về phương hướng Hoằng Pháp ở thế kỷ 21. Tôi cũng xin biểu dương công đức của Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Phật Giáo tỉnh Quảng Nam đã thành tựu nhiều việc trong suốt những năm qua và đánh giá cao tinh thần tu học của tăng ni tỉnh nhà. Tỉnh Quảng Nam nằm giữa đất nước chúng ta, cách Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh gần 1.000 cây số, là một tỉnh nghèo, nhất là đồng bào ở vùng xa miền núi, lại thường gặp thiên tai. Tuy quý vị sống trong hoàn cảnh thiên nhiên khắc nghiệt, nhưng chúng tôi cũng thấy được đức tính kiên cường của dân Quảng Nam không thua kém gì sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Càng chịu đựng sự khắc nghiệt, quý vị càng cố gắng tu hành là điều rất đáng biểu dương. Tôi xin gợi thêm một số ý để tăng ni tỉnh nhà đóng góp công sức vào việc bảo vệ và phát triển giáo hội chúng ta. Vừa rồi, tôi có chuyến đi công tác tại Mỹ và có đến thăm Hội đồng Tôn giáo Thế giới vì Hòa bình, có trụ sở đặt tại New York, bên cạnh Liên Hiệp Quốc. Tôi nhắc lại để quý vị hiểu rõ về tổ chức này. Năm 1970, chiến tranh Việt Nam diễn ra rất tàn khốc. Dân tộc Việt Nam phải hy sinh ở mức độ cao và người Mỹ cũng phải đổ xương máu ở đất nước chúng ta. Có trên 4 vạn thanh niên Mỹ không thù hận với người Việt Nam, nhưng đã phải bỏ xác ở chiến trường Việt Nam. Và hơn 40 vạn người Mỹ phải mang thương tích. Chưa kể hàng triệu dân Việt Nam phải hy sinh khổ đau vì chiến tranh. Lúc đó, tất cả tôn giáo trên thế giới mở đại hội tại Kyoto, Nhật Bản.
Vị đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất bấy giờ tham dự đại hội là Thượng tọa Thiện Minh và tôi làm quan sát viên kiêm thông dịch. Phật giáo Việt Nam lúc đó là thành viên sáng lập Hội đồng Tôn giáo Thế giới vì hòa bình, vì Phật giáo gắn liền với dân tộc của một đất nước chịu nhiều khổ nhục vì chiến tranh. Tiếng nói của Phật giáo Việt Nam được đánh giá cao nhất là thế. Nhưng sau ngày giải phóng đất nước, Hội đồng Tôn giáo này không còn liên hệ với Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Và khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành lập năm 1981, chúng ta cũng không quan hệ với họ. Mãi đến 2 năm trước đây, tôi và Hòa thượng Hiển Pháp sang Hoa Kỳ được mời giới thiệu về Phật giáo Việt Nam. Và năm nay, lần thứ 2, tôi cùng Thượng tọa Thiện Tâm đến Mỹ. Qua cuộc tiếp xúc trao đổi, sau khi nghe tôi trình bày sinh hoạt vững mạnh của Phật giáo Việt Nam, họ rất khâm phục giáo hội chúng ta. Vì họ không ngờ, trong một nước xã hội chủ nghĩa, một nước còn nhiều khó khăn sau trận chiến khốc liệt kéo dài gần nửa thế kỷ, mà hiện nay Phật giáo Việt Nam lại thống nhất thành một khối trong khối đại đoàn kết toàn dân, lại còn thống nhất được trên 10.000 tự viện, với hơn 40.000 tăng ni tu học và có tầm hoạt động trên toàn quốc. Vì vậy, các nhà lãnh đạo tôn giáo mới đánh giá cao giáo hội chúng ta. Trên thế giới, chưa có một tổ chức nào thống nhất được như Giáo hội Phật giáo Việt Nam, với 4 vạn tăng ni thuộc nhiều hệ phái khác nhau, cùng sinh hoạt hòa hợp trong một giáo hội. Điều làm cho họ kính trọng và ngạc nhiên hơn nữa là tăng ni chúng ta tuân thủ lời Phật dạy một cách tuyệt đối. Hàng năm, chúng ta đều cấm túc an cư 3 tháng để trau dồi đạo đức vô ngã vị tha. Và chính tinh thần này mới có thể mang hòa bình đến cho nhân loại. Nhiều người nghĩ rằng Việt Nam sau chiến tranh sẽ không thể nào thoát khỏi cảnh nghèo đói, nên chúng ta chỉ lo sản xuất. Một vị hòa thượng người Nhật cũng cho biết kinh nghiệm của họ là sau chiến tranh, Phật giáo Nhật không thể phát triển được. Nhưng không ngờ giáo hội chúng ta phát triển nhanh như thế. Vì vậy, Hội đồng Tôn giáo Thế giới vì hòa bình trân trọng mời giáo hội chúng ta đại diện cho Phật giáo Việt Nam tham gia vào hội đồng này để có tiếng nói chính thức. Theo họ, Việt Nam từng chịu đựng gian khổ vì chiến tranh nhiều nhất, nên lời nói của chúng ta còn có giá trị đối với sự khát vọng hòa bình, nhất là lời nói đại diện cho từ bi, vô ngã, vị tha, quét sạch tham, sân, si, khiến cho mọi người nghe dễ chấp nhận. Đó là những lý do mà Phật giáo Việt Nam xứng đáng có tiếng nói đề cao về hòa bình ở thế kỷ 21. Đây là thành quả tích cực mà hơn 20 năm qua chúng ta đã vượt qua nhiều khó khăn mới gặt hái được. Trong đó có công sức đóng góp của tăng ni Phật tử hai tỉnh Phú Yên và Quảng Nam. Ngày nay chúng ta cần làm gì để đứng vững trong cộng đồng dân tộc và làm bạn bè khắp năm châu, để dấn thân trên bước đường mới không kém phần khó khăn? Phật giáo Việt Nam từ nghìn xưa cho đến ngày nay luôn gắn bó với dân tộc, không thay đổi. Dân tộc Việt Nam đi lên thì Phật giáo cũng đi lên. Có đồng cảm với nhân dân, sinh hoạt của chúng ta mới đứng vững. Phật giáo phải đi lên cùng đất nước là điều tất yếu. Đất nước chúng ta trong thời hiện đại đang đi lên theo định hướng nào, chúng ta cần nhận rõ để cùng song hành. Dân tộc Việt Nam hiếu hòa, muốn làm bạn với tất cả các dân tộc trên thế giới. Đó là hướng đang mở ra hiện nay. Và Phật giáo là một tôn giáo thể hiện sự hòa bình tuyệt đối. Đi theo hướng vừa nói thì mối quan hệ giữa Phật giáo Việt Nam với các tôn giáo khác trong và ngoài nước là điều tất yếu cần có. Thật vậy, chúng ta nhận chân sâu sắc rằng Phật giáo không thể tồn tại khi dân tộc Việt Nam không tồn tại, cũng như khi các tôn giáo khác thù nghịch với chúng ta. Đức Phật dạy chúng ta dùng từ bi xóa hận thù. Đối với các tôn giáo khác, chúng ta chỉ nên lưu lại những điều tốt trong tâm trí để nhìn nhau thân thiện được. Đó chính là điều cần thiết cho việc thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng đất nước đi lên. Riêng đối với tỉnh Phú Yên, tôi cũng muốn nhắc nhở rằng quý vị may mắn có được nhiều vị cao tăng hiện hữu ở tỉnh nhà. Các ngài đã đóng góp cho tỉnh Phú Yên nhiều việc lợi ích, mà còn phát triển đạo Pháp đến tận Thừa Thiên Huế, đến tận mũi Cà Mau.
Điển hình là Tổ Liễu Quán. Ngài là bậc cao tăng của tỉnh Phú Yên, nhưng lại được triều đình Huế vô cùng kính trọng và xem Ngài là thiền sư đắc đạo, khai sáng thiền phái Liễu Quán. Thiền phái này phát triển ra Thừa Thiên, Huế, mà sau này các hòa thượng lãnh đạo phong trào chấn hương Phật giáo miền Trung cũng thuộc thiền phái này. Ở miền Nam có hòa thượng Hải Hội, cũng là người Phú Yên. Ngài vượt biển vào Nam và là bậc danh tăng đạo cao đức trọng, có sức cảm hóa mọi người rất mãnh liệt. Trong số đệ tử của Ngài có hòa thượng Huệ Đăng, là vị tổ của Thiên Thai Thiền Giáo Tông. Về sau còn có những vị nổi tiếng như hòa thượng Thiện Hào, hòa thượng Minh Nguyệt, hòa thượng Pháp Võ, hòa thượng Pháp Long. Các ngài đều đóng góp cho cách mạng và Phật giáo hoàn toàn tốt đẹp. Riêng tôi cũng phát xuất từ dòng thiền này. Thực tế đã cho thấy tỉnh Phú Yên là cái nôi xuất hiện nhiều bậc cao đức trong quá khứ cũng như hiện tại. Ngày nay, Phú Yên tuy là một tỉnh nhỏ chưa đầy 1 triệu dân, nhưng đã có một nửa là Phật tử. Điều này thật đáng mừng cho Phật giáo Việt Nam trong thời hiện đại. Tôi xin nhắc thêm rằng, việc tu học của chúng ta ngày nay là sự kế thừa các bậc tiền nhân trong quá khứ. Sang Nhật hay tham vấn nhiều nước khác, tôi nghĩ rằng các tôn giáo khác có phần ưu việt hơn Phật giáo chúng ta. Nhưng khi kiểm chứng lại, tôi thấy được sự ưu việt của Phật giáo nói chung, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam mà các nước khác không thể có được. Thật vậy, nhìn vào sinh hoạt thực tế, chúng ta thấy có tôn giáo sử dụng thế lực quân sự hoặc thế lực kinh tế để phát triển. Còn người theo đạo Phật vì cái gì? Đức Phật tại thế, dù có quyền lực và có điều kiện vật chất hơn mọi người, nhưng Ngài không dùng quyền lực khống chế người, không dùng tiền bạc mua chuộc người. Phải thấy ưu thế của đạo Phật và phát huy điểm mạnh này để giúp cho Phật giáo tồn tại và phát triển. Chắc chắn người ta theo đạo Phật không vì quyền lực, không vì tiền. Đức Phật xuất gia học đạo đã từ bỏ quyền lực và tiền bạc. Vậy Đức Phật của chúng ta sử dụng cái gì? Phải nhận ra cốt lõi mà Phật thành tựu để chúng ta làm theo mới là đệ tử chân chánh của Phật. Trong suốt cuộc đời giáo hóa độ sanh, Đức Phật chỉ dùng đạo đức để cảm hóa người, dùng tình thương để đến với mọi người. Đó là nét đẹp nhất tiêu biểu cho sự chân chánh của tôn giáo trên thế giới. Thiết nghĩ chúng ta cần suy nghĩ và học ý nghĩa sâu sắc mà Phật đã dạy để tu hành. Đạt được quả vị hiền thánh thì cũng có sức cảm hóa được mọi người. Đức Phật dạy rằng hận thù không thể diệt được hận thù, mưu mô thì luôn đụng với thủ đoạn, chỉ có tấm chân tình đối xử với người mới thực sự giải tỏa được mọi xung đột. Đức Phật sống trên thế gian này vì mọi người, nên Ngài luôn quan sát tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của người khác để tùy theo đó giúp đỡ họ phát triển trí tuệ và năng lực. Với mục tiêu như vậy, trên bước đường cứu độ chúng sanh, Đức Phật đã cảm hóa được nhiều người, nhất là cảm hóa được các giáo chủ của tôn giáo khác. Khi Phật thành đạo ở cội Bồ Đề, Ngài nghĩ rằng sự hiểu biết của Ngài quá cao siêu, trong khi tham vọng của con người lại quá lớn. Lý tưởng của Phật và tham vọng của con người khó gặp nhau. Làm thế nào dạy họ lý tưởng này được? Tham vọng của con người là tiền bạc và quyền lực, làm cản trở tinh thần cầu giải thoát của họ. Vì thế, bước chân giáo hóa đầu tiên của Phật tìm đến người có tấm lòng khao khát giải thoát để Ngài truyền trao. Ngài rời bỏ Bồ Đề Đạo Tràng vì nơi đó không ai có tâm hướng đến giải thoát. Ngài phải lặn lội thật xa đến Lộc Uyển. Ngày nay đi bằng ô tô phải mất 1 ngày đường để giáo hóa 5 anh em Kiều Trần Như, là những nhà hiền triết thời bấy giờ. Với sự cảm hóa của Phật, 5 vị này đều đắc quả A-la-hán và mỗi vị đi một phương hành đạo, cũng giáo hóa được nhiều người. Điều này cho thấy đạo Phật chúng ta rất quý trọng phẩm chất đạo đức. Bước theo dấu chân Phật, chúng ta tu hành có đạo đức thực sự mới cảm hóa được người khác và làm cho Phật giáo lớn mạnh. Người đạo đức nói hay yên lặng cũng tác động cho người tin và phát tâm đi theo con đường của Phật. Theo tôi, chúng ta tìm người cùng tâm niệm, cùng hướng đi để kết làm quyến thuộc Bồ Đề
thì dễ thành công. Thí dụ, tôi và Hòa Thượng Tâm Thủy một năm chỉ gặp nhau một lần tại kỳ họp cuối năm, nhưng chúng tôi rất hiểu nhau, đồng tình với nhau về các Phật sự. Đó là điều rất đáng quý. Kinh gọi là người đồng hạnh, đồng nguyện. Tuy ở xa, nhưng tâm niệm, suy nghĩ và việc làm giống nhau, coi như ở gần nhau. Riêng tỉnh Quảng Nam tuy còn khó khăn về kinh tế, nhưng tỉnh chúng ta đã có những thành tích rất lớn, những tấm gương sáng của cha ông để lại. Dư âm tốt đẹp ấy còn tác động trong lòng người dân xứ Quảng. Nhờ đó, ở những nơi xa xôi, dù giáo hội không đủ điều kiện để đến, nhưng hạt giống tốt lành đã có sẵn trong tâm người dân Quảng, nên họ đã hết lòng sống vì đất nước, vì đạo Pháp. Chúng ta nên trân trọng, bảo dưỡng những tâm hồn trong sáng, luôn hướng về dân tộc và Phật giáo. Cầu mong quý vị tạo sự gắn bó mật thiết giữa hai chúng xuất gia và tại gia, đặc biệt là phát huy tình cảm trong sáng của đệ tử Phật. Ý thức và thực hiện được những điều nói trên, tôi tin tưởng tỉnh Quảng Nam sẽ nhận được lá cờ đầu của Phật giáo trong hiện tại và tương lai. Điều thứ hai mà tôi muốn nhắc nhở quý vị rằng, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Phát huy trí tuệ thực sự gọi là vô lậu trí tuệ, do sự tỉnh thức của chúng ta, do thiền quán mà thấy được sự thật của cuộc đời. Chính trí tuệ mới quan trọng, nên Việt Nam quý trọng Thiền Tông, vì Thiền Tông chủ trương phát huy trí tuệ, nhìn đời chính xác mà giáo hóa chúng sanh. Xã hội ngày nay là xã hội văn minh vật chất, thì chúng ta cũng phải nhìn thẳng vào thực tế này mà thích nghi tồn tại. Đương nhiên, quá khứ chúng ta chịu đựng nhiều, nhưng ở mức độ nào, theo Đại Thừa, chúng ta phải tự vươn lên để không phải chịu đựng như trước. Theo tôi, phải nỗ lực nâng trình độ tri thức cao để ứng dụng đúng lời Phật dạy mới không phạm sai lầm, không làm việc vô ích. Làm được như vậy mới phù hợp với lời dạy của Phật rằng đạo Phật là đạo của trí tuệ. Chúng ta thấy rõ, khẩu hiệu này của Đức Phật đề ra vẫn phù hợp với thời đại văn minh. Thật vậy, ngày nay trí tuệ là sản phẩm siêu vật chất, quyết định mọi việc tốt đẹp. Nước nào có nhiều người có trí tuệ thì thay đổi được hoàn cảnh sống khó khăn thành an lạc, nghèo khổ thành giàu sang. Nói cách khác, chuyển được ta bà thành tịnh độ. Chuyển được tịnh độ hay không là tùy ở tăng ni có phát huy được trí tuệ hay không. Chúng ta học kinh, luật nhưng không bị luật ràng buộc, không bị văn tự ngữ ngôn kinh điển chi phối. Phải nhận được tinh ba sâu sắc trong kinh điển để sống lợi ích cho mình, cho người. Đức Phật và cha ông chúng ta đã thể hiện cao độ trí tuệ qua những thành quả đóng góp cho đời vô số việc làm lợi ích. Và các ngài đã truyền dạy cho chúng ta tiếp tục con đường tốt đẹp ấy. Đặc biệt là tất cả thiền sư thời Đinh, Lê, Lý, Trần đều nâng cao trí tuệ và nhìn thẳng vào thực tế cuộc sống, hiểu được tâm tư, tình cảm của nhân dân, hóa giải được sự mâu thuẫn và góp phần cho an sinh xã hội. Thừa kế sự nghiệp của Đức Phật và chư vị tổ sư, tăng ni cần nỗ lực phát huy trí tuệ cao, ngang tầm với xã hội, với thời đại là điều tất yếu để Phật giáo chúng ta tồn tại. Làm như vậy rất thực tế và được lợi ích. Chúng ta không theo giáo điều hay từ chương. Suy nghĩ như thế, Hòa Thượng Tâm Thủy nhận xét rằng tôi mạnh dạn cải cách. Đó là rút gọn kinh Đại Thừa để sử dụng tinh ba của kinh mà thôi. Tôi tụng mỗi ngày một bộ kinh Pháp Hoa là điều dễ dàng. Hoặc những người nghỉ hưu có nhiều thì giờ sống với kinh điển thì không có gì đáng nói. Nhưng thực tế, những người đang làm việc, đang lãnh đạo ở đất nước này, họ không thể dành nhiều thì giờ cho tôn giáo, cho việc đọc tụng kinh điển. Tôi nghĩ làm sao rút gọn kinh để họ có thể đọc tụng được mỗi ngày. Nghĩa là họ có thể có một khoảng thời giờ hợp lý để đọc, suy nghĩ lời Phật dạy mà áp dụng vào đời sống thực tế. Tôi rút ngắn kinh và việt hóa theo 3 tiêu chuẩn để phiên dịch. Một là làm sao cho dễ hiểu. Dịch xong, tôi đưa cho người trí thức và người ở trình độ thấp đọc để họ đóng góp ý kiến, xem có từ nào hay câu nào, ý nào khó hiểu hay không. Sau đó, tôi sửa đổi theo ý kiến của nhiều người.
viết giản dị để ai cũng hiểu được. Bộ môn Pháp Hoa Kinh tôi dịch cách nay khoảng 20 năm, nhưng số lượng ấn hành cần cả triệu bản. Bộ Kinh Pháp Hoa 28 phẩm, phải tụng nhanh thì mất cả ngày, nhưng tôi rút gọn, lấy ý kinh để dịch và chỉ dịch 7 phẩm chính mà thôi. Ý kinh do tôi tụng kinh lâu ngày cảm nhận được và giới thiệu cho Phật tử. Kinh Bổn Môn Pháp Hoa là tấm lòng của tôi đối với Phật Pháp và đã có nhiều người đồng cảm với tôi. Trước khi vào kinh, có bài Nguyện Hương. Thời chúng ta thường đọc bài này bằng chữ Hán. Có tăng ni cũng không đọc được, nên tôi đã diễn dịch theo ngôn ngữ mới. Đốt nén tâm hương trước Phật đài, ngũ phần dân trọn đức Như Lai, cầu xin nhân loại lên bờ giác, hạnh phúc bình an khắp muôn loài, vân vân. Đó là tấm lòng của tôi nghĩ về Phật và chúng sanh. Dân hương cúng Phật phải nghĩ về Phật là chánh. Nghĩ Phật thương chúng sanh nên chúng ta cũng phải như vậy. Chúng ta là gạch nối giữa Phật và chúng sanh. Tôi tụng kinh hay giảng kinh đều bằng tất cả lòng thành đối với Phật Pháp, đối với mỗi người, nên người nghe chấp nhận được bài giảng của tôi. Ngoài bổn môn Pháp Hoa Kinh, tôi còn dịch kinh Di Đà, vì tôi thấy đa số người Việt tu pháp môn Tịnh Độ. Phần lớn chúng ta tụng kinh này bằng chữ Việt nhưng lại tụng theo âm thì càng khó hiểu hơn là tụng chữ Hán. Suy nghĩ như thế, tôi dịch kinh Di Đà là dịch ý, nhưng rút ngắn thời khóa cầu siêu không quá 20 phút để ai cũng có thì giờ đọc. Tôi chủ trương đọc kinh dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thuộc, dễ tụng. Vì thời đại chúng ta phải làm sao cho nhiều người tham gia được thì càng tốt. Phật giáo Việt Nam thời Lý Trần rực rỡ, nhưng cuối đời Trần thì bị suy vi vì đưa Phật giáo lên đỉnh quá cao, thể hiện ở lĩnh vực văn thơ. Chỉ có nhà thơ hay người trí thức mới cảm và hiểu được, trong khi 90% dân chúng ở trình độ thấp, nên họ đã tách rời Phật giáo. Người theo Phật giáo đông nhưng hiểu Phật ít, dễ trở thành phá Phật. Tôi mong quý vị nhìn thẳng vào cuộc sống, xem tăng ni Phật tử có nguyện vọng gì, làm được gì thì truyền trao cho họ đúng cái họ cần. Làm như vậy nhất định họ hoan hỷ, hợp tác với chúng ta, giúp cho Phật giáo hưng thạnh, đất nước giàu đẹp. Ngoài ra, tôi cũng nghĩ đến các em học sinh, sinh viên hôm nay sẽ là chủ nhân của đất nước chúng ta ngày mai. Làm thế nào để các em tham gia được vào sinh hoạt của Phật giáo chúng ta? Đồng một mối ưu tư như vậy mà xưa kia, bác sĩ Lê Đình Thám đã thành lập gia đình Phật tử. Với tổ chức này đã có sinh hoạt táo bạo là đưa văn nghệ vào hoạt động Phật giáo. Nên thời đó, vẫn bị một số người thủ cựu phê phán. Nhưng sau đó, thành quả đóng góp của gia đình Phật tử đối với đạo Pháp không phải là nhỏ. Lúc còn trẻ, tôi có thời gian dài sinh hoạt với gia đình Phật tử, nên hiểu được công lao đóng góp của các huynh trưởng. Tuy nhiên, tôi nghĩ ngày nay, ngành này cũng phải thay đổi cách sinh hoạt để thích hợp với xã hội hiện đại. Có những điều mà 50 năm trước coi là mới, nhưng nay đã trở thành cũ. Xã hội luôn thay đổi đi lên, chúng ta cũng phải tùy duyên thay đổi cho thích hợp, để các em có thể sinh hoạt vui tươi với Phật giáo. Cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị luôn an lành trong chánh pháp và gặt hái được những đóa hoa trí tuệ dâng cho đời trong những năm kế tiếp. Bài giảng tại các trường hạ thuộc tỉnh Phú Yên và Quảng Nam ngày 20 tháng 7 năm 2004. Ngủ trong tỉnh thức. Theo lời mời của Sứ quán Việt Nam tại Mỹ, tôi đã sang Mỹ làm việc tại Liên Hiệp Quốc về một số vấn đề liên quan đến tôn giáo ở Việt Nam. Trong chuyến đi 12 ngày vừa qua, tôi đã có thêm kinh nghiệm về việc thực hành Pháp Phật. Xin chia sẻ với quý thầy. Thời gian ở Việt Nam là ngày, thì ở Mỹ là ban đêm. Vì vậy, những người trong đoàn cùng đi với tôi đều rất buồn ngủ trong lúc hội họp. Họ nói là buồn ngủ quá mức không thể kiềm chế được, gọi là ngủ từ trong ruột ngủ ra. Nhưng tôi không bị buồn ngủ nhờ ứng dụng thiền quán. Theo tôi, điều quan trọng của việc tu hành là phải học Phật Pháp và ứng dụng được vào cuộc sống,
không phải mặc áo tu là đủ. Tu Đại Thừa tiếp cận với cuộc đời, chúng ta gặp khó khăn mới phát hiện được nghiệp tồn tại và khắc phục nó. 2 năm trước, tôi đến Mỹ và dự lễ cầu nguyện cho nhiều người chết tại tòa tháp đôi ở New York. Vì vậy, trở về Việt Nam, trong một đêm tôi đã biên soạn Kinh Di Đà. Lần này tôi có dịp ứng dụng thiền quán để khắc phục sự mệt mỏi và buồn ngủ. Khắc phục nghiệp ngủ bằng cách nào? Thiền sư dạy tôi, thiền đầy thì không ngủ. Thật vậy, tu thiền đúng pháp phải đạt được sức khỏe tốt, dù ăn ít, ngủ ít. Đó chính là pháp Phật chứng được và truyền dạy cho chúng ta. Đa số người đời phải ăn nhiều, ngủ nhiều. Chúng ta tu hành có nếp sống trái ngược với họ là ăn ít, ngủ ít. Chúng ta ăn ít thức ăn vật chất, nhưng thay vào đó phải có chất dinh dưỡng nuôi tinh thần là pháp thực và thiền thực. Đó là 2 thức ăn quan trọng đối với chúng ta. Ăn cơm thiền, uống nước pháp, sử dụng 2 thức ăn này để nuôi lớn giới thân huệ mạng của chúng ta. Không ăn cơm thiền, không uống nước pháp thân sẽ ốm yếu, bệnh hoạn. Ăn vật chất nhiều thì khỏe mạnh theo thế gian. Ăn cơm thiền, uống nước pháp, chúng ta khỏe mạnh, nhưng quan trọng là pháp thân chúng ta lớn mạnh. Đó chính là yếu chỉ để tu đắc đạo và có được sức thuyết phục, cảm hóa người. Vì họ thấy chúng ta hơn người đời, họ mới quý trọng. Ăn chay đơn giản, nhưng tôi khỏe mạnh, không mệt mỏi. Không thuyết pháp, nhưng người nhìn thấy cách sống của chúng ta hơn người đời, ăn ít, vẫn làm việc tốt và khỏe mạnh, làm họ phát tâm. Tu cho được một thành quả và sử dụng quả đó để giáo hóa người. Nói suông thì người không thể phát tâm. Lúc Phật giáo suy đồi, Tổ sư Minh Đăng Quang ra đời. Ngài hơn các tu sĩ đương thời ở việc ít ăn, ít ngủ và có sức khỏe tốt. Ngài đi khắp nơi hành đạo, ở mái hiên chùa, dưới gốc cây giảng kinh. Phật tử thấy Ngài sống giản dị, tu khổ hạnh, làm được việc khó làm. Điều này đã cảm hóa họ. Đó chính là thực chất của người tu. Quý thầy cần suy nghĩ làm thế nào để có đời sống tương đối giản dị, không lệ thuộc ăn, mặc, ở mà Đức Phật đã dạy. Người buồn ngủ, tôi vẫn tỉnh táo, vì tôi lấy thiền thay cho ngủ. Tôi đang thiền nên không ngủ. Hay nói cách khác, tôi ngủ trong tỉnh thức. Thiền thay cho ngủ, tức ngủ không mê, khác với người đời ngủ mà mê. Lúc đó cơ thể nghỉ ngơi, nhưng tâm trí chúng ta vẫn hoạt động. Có thể gọi đó là đời sống nội tâm. Cơ thể chúng ta mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, không hoạt động. Nhưng nội tâm và trí chúng ta không mệt, vẫn hoạt động. Tuy nhiên, đừng làm rằng hoạt động bằng tâm là suy nghĩ tính toán. Vì nội tâm đó là vọng tâm thuộc phiền não tâm. Nội tâm có vọng tâm và chơn tâm. Ngồi yên mà đầu tính đủ thứ thì sinh hoạt bằng vọng tâm này làm ta khổ vô cùng. Đó là phiền não tâm. Nội tâm là chân tâm thì tâm trí lắng yên. Thiền sư dạy rằng tâm người tu như mặt nước hồ thu đứng yên, không chút gợn sóng. Suy nghĩ nhiều là sóng nổi dậy. Biển khổ rộng nên sóng tiềm thức nổi dậy, nghĩ đủ thứ chuyện. Chúng ta tu gạn lọc vọng tâm, đừng sống với nội tâm này. Sống với tâm phiền não nhiều sẽ dễ mắc bệnh trầm uất khó chịu. Nhiều người tu không cởi mở, cái gì cũng để trong lòng, mặt trở thành nhăn nhó nặng nề là biết họ sống với vọng tâm. Họ không nói nhưng không bằng lòng với người tu chung, không bằng lòng với bất cứ ai và cũng không bằng lòng với cả cuộc đời. Phiền não tâm này dứt khoát phải bỏ. Sống với chân tâm, khởi xuất bằng vô tâm, vô niệm. Ngày nay, khoa học cho biết vỏ não hay chất xám là khả năng hiểu biết tính toán giỏi do suy tư mà ra. Người có chất xám nhiều thì thông minh nhiều. Được vậy cũng tốt, nhưng tu thiền chúng ta có cái tốt hơn vượt qua chất xám. Dù có chất xám hay trí khôn, tôi cũng không sử dụng nó để hơn người. Vì biết rõ, dùng trí khôn này sẽ dẫn đến quả khổ. Chúng ta tu hành vượt qua sự hiểu biết, phân biệt của chất xám, thâm nhập tánh không của các pháp mà Kinh Pháp Hoa diễn tả là chư pháp thật tướng. Các pháp đều xuất phát từ cái không này và thấy được cái không này là bậc đại giác. Đức Phật tu đắc đạo thấy cái không này
mà Kinh Lăng Nghiêm nói là không sanh đại giác trung. Chỉ có Phật thấy, hiền thánh khác không thấy, dù mọi người sinh hoạt trong cái không này. Ý này được Ngô Thừa Ân giảng giải bằng hình ảnh bàn tay của Đức Như Lai mà Tôn Ngộ Không dùng cân đẩu phân bay nhảy trên đó mãi cũng không thoát khỏi được bàn tay của Như Lai. Như Lai an trụ tánh không của các pháp, nên Ngài thu nhiếp được tất cả pháp. Từ tánh không sanh ra các pháp, vì thế tất cả khôn dại của cuộc đời đều nằm trong cái không này. Hay trí của Như Lai nhận biết chúng một cách rõ ràng. Như Lai thấy không sai lầm là vậy. Chúng ta tu hành cần đạt được sự thấy biết theo tinh thần này, không phải thấy biết bằng suy nghĩ. Trở lại vấn đề thiền, chúng ta hành thiền là tập cho tâm trí lắng yên để có sinh hoạt nội tâm. Thời Phật tại thế, hàng ngoại đạo thiền nhập định thì tất cả việc xảy ra xung quanh họ không biết. Thiền theo Phật thì khác hẳn, biết rõ mọi việc xảy ra. Quý thầy phải nhận rõ ý này. Thật vậy, khi chưa vào định, chúng ta sống với vọng tâm, nghĩ hết chuyện này đến chuyện kia, bị phân tâm, tâm chi chẻ thành nhiều mối, nên nhìn không chính xác. Thiền theo Phật, tâm tập trung tư tưởng một chỗ, không phải là trống không, gọi là chế tâm nhất xứ, thì việc nào cũng biết. Tư tưởng tập trung tạo thành khả năng kỳ diệu. Tập trung đối với người tu là giờ nào việc đó, không nghĩ khác. Thí dụ, tôi đang thuyết pháp tại trung tâm tịnh xá thì chỉ nghĩ đến việc này. Nhưng giảng xong, tôi đến chỗ khác làm việc, tôi lại chú tâm vào việc thứ hai, không nghĩ đến tịnh xá trung tâm nữa. Phật dạy rằng, tuệ giác tại đây nghĩa là tuệ giác Như Lai lúc nào cũng rọi thẳng vào hiện tại, để thấy hiện tại một cách chính xác nhất. Đạt được yếu lý này là tu thiền. Thiết nghĩ áp dụng đúng lời Phật dạy trong thực tế cuộc sống sẽ đạt được kết quả nhất định, không phải xa rời, chỉ tại chúng ta không ứng dụng đúng mà thôi. Tôi hành thiền theo tinh thần vừa nói để thay cho ngủ mê, gọi là ngủ trong tỉnh thức. Bắt đầu chúng ta tập bằng cách ngủ chập chờn, không cho ngủ sâu. Ăn ít vì ăn no sẽ ngủ sâu. Người tu ăn ít, ngủ cạn. Nói cho dễ hiểu là vì đói nên không ngủ được, hay ngủ chập chờn, ngủ như là thức. Gọi là sẽ thức. Tuy nhắm mắt ngủ, nhưng thực chất vẫn tỉnh thức. Nên những gì xảy ra chúng ta vẫn biết, vẫn nghe được. Làm như vậy, chắc chắn chưa đạt được như Phật. Nhưng chúng ta đã có cái vượt hơn người. Thí dụ, ngồi thiền, chúng ta cảm giác có người đứng phía sau và xa hơn. Nếu có người khởi ý niệm tốt hay xấu về ta, định ám hại ta, ta đều nhận biết được. Sự nhận biết qua tâm như vậy gọi là thần giao cách cảm. Ta và người cách nhau nhưng giao tiếp bằng tâm. Tu thiền như vậy, lần lần chúng ta phát hiện được cả nghiệp duyên quá khứ của mình. Tất cả nghiệp nhân quá khứ đánh động trong tâm ta, nghĩa là nhận ra nghiệp ác hay thiện mà chúng ta có kết quả ngày nay. Nếu nhận được nghiệp quá khứ xấu, chúng ta sám hối lại Phật, lấy đức của Phật để xóa bỏ nghiệp mình là cách dễ nhất. Tất cả u uất trong lòng nổi lên thì dùng Phật đức xóa nghiệp đó. Dần dần đạo đức của ta sẽ hiện ra. Nếu là thiện nghiệp hiện lên trong tâm, mình cũng nhận ra. Theo kinh nghiệm tôi cảm nhận được rằng nhờ thiện nghiệp đời trước mà mình đã tạo được với người, nay họ tìm đến, quý mến và hợp tác. Thí dụ, chúng ta có duyên lành với một Việt Kiều, họ đưa chúng ta một số tiền lớn để bố thí và chúng ta chỉ việc đem cho hết là xong chuyện. Nghĩ và làm như vậy là sai, vì nếu lấy quả lành đời trước đem gieo không đúng chỗ thì về sau sẽ mất hết. Nhiều thầy làm từ thiện rất tốt trong thời gian, nhưng cho hết rồi không làm được nữa, vì người không đóng góp nữa. Chúng ta phải thấy nghiệp nhân quá khứ đã tạo, nếu hưởng hết sẽ mất. Hay cho người không có phước hưởng, ta và người hợp tác đều mất trắng. Theo tôi, phải sử dụng số tiền đó làm nhân cho đời sau thì mới còn. Vì vậy, nhận được tiền để cho, phải quan sát chỗ đáng cho, người đáng cho và cho họ để họ làm gì. Cho để người sanh tâm hoan hỷ, sanh tâm bồ đề là một hạt giống lành được gieo xuống, nảy mầm, sẽ sanh ra vô số phước lành. Làm như vậy,
càng bố thí, cúng dường nhiều, Bồ đề quyến thuộc của chúng ta càng đông và người tu với chúng ta được sanh phước. Vào thiền và tiếp nhận được tất cả những gì đến với chúng ta. Ác nghiệp thì xóa, thiện nghiệp thì sử dụng. Áp dụng đúng tinh thần này, phước sanh không mất. Trở lại vấn đề người tu ngủ không say, không mê, nhưng cơ thể vẫn được nghỉ ngơi. Ngủ chập chờn không phải là bị mất ngủ, tinh thần lững lững lờ lờ. Chúng ta ngủ chập chờn là chỉ ngủ trong khoảng khắc ngắn mà cơ thể vẫn được nghỉ ngơi. Tôi tập không ngủ say, không ngủ lâu. Khi mệt quá, cho cơ thể nghỉ 5-10 phút và vẫn tiếp tục sinh hoạt của nó. Mình vẫn nghe, biết. Người thấy chúng ta không ngủ, nhưng thực ra trong từng sát na, tâm chúng ta có nghĩ. Khác với người thường, họ ngủ là không biết gì nữa. Giờ làm việc ở Mỹ rơi vào ban đêm của chúng ta. Nhưng nhờ cách ngủ nghỉ của tôi như vậy, nên khi sang đó làm việc, tôi vẫn tỉnh táo. Và về vấn đề ăn uống, bình thường tôi đã tập ăn ít, nên đi xa hay làm việc, ít ăn cũng không sao. Không tập như vậy, ăn nhiều thành quen thì thiếu không chịu được. Tập được như vậy, quý vị sẽ thấy rõ, cơ thể chúng ta không cần nhiều thực phẩm như mình tưởng. Ăn nhiều, sản xuất ra năng lượng nhiều, thì phải mất công tìm cách tiêu thụ thặng dư này. Đối với người tu, chỉ cần ăn đủ sống và sống để tu. Chúng ta không bắt cơ thể làm việc nhiều. Nó không mệt mỏi thì cũng không buồn ngủ, không ngủ mê. Luôn tỉnh thức sáng suốt, thấy đúng mọi việc, theo đó hành xử không sai lầm, mang lại kết quả tốt cho mình và người. Thân khỏe mạnh, trí sáng suốt, tâm an vui, giải thoát và làm nhiều việc lợi ích cho đời. Đó là mẫu người tu mà Phật để lại cho thế gian, đem lại hòa bình, hạnh phúc cho mọi người trên hành tinh này. Bài giảng tại Trường Hạ Tịnh Xá Trung Tâm, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 6 năm 2004.